Một người phát ngôn của Điện Kremlin nói rằng lời kêu gọi của lãnh đạo đối lập Alexei Navalny tẩy chay cuộc bầu cử tổng thống Nga vào năm sau có thể coi là hành động bất hợp pháp. Ông Navalny thúc giục những người ủng hộ tẩy chay cuộc bầu cử vào ngày 18 tháng 3 sau khi các giới chức bầu cử hôm thứ Hai cấm ông ra tranh cử. Ủy ban bầu cử Trung ương Nga biểu quyết cấm ông Navalny, một blogger chống tham nhũng, ra tranh cử, viện lý do ông đã bị kết tội hình sự. Ông Navalny và những người ủng hộ nói những cáo buộc đó có động cơ chính trị. Theo sau quyết định này, ông Navalny đã tung ra một video tuyên bố một cuộc đình công của cử tri, bởi vì theo ông, cuộc bầu cử vào tháng 3 sẽ không phải là một cuộc bầu cử thực thụ. Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Ba nói, những cố gắng của ông Navalny và những người ủng hộ trong việc tổ chức một cuộc tẩy chay cần phải được nghiên cứu thận trọng để xem liệu hành động này có vi phạm luật hay không. Tổng thống Putin trong tháng này loan báo ông sẽ ra tái tranh cử và nhiều người cho rằng ông sẽ giành được nhiệm kỳ tổng thống thứ tư.